Tình huống thứ sáu. Lúc Long đang nghe mẹ kể về cô Linda, người đã đối xử không tốt với mẹ, có tin nhắn gửi vào điện thoại của Long. Long kiểm tra thì đó là tin nhắn của một đứa em bà con bên Cali. Nội dung tin nhắn như sau. Anh Long có biết chị Ly lỡ có thai chưa? Bây giờ chị ấy không biết phải làm sao. Ly, em gái Long, 3 năm nay sống trong ký túc xá sinh viên vì xa nhà. Và đang năm cuối đại học. Trời ơi, sao nó lại để xảy ra chuyện này nhỉ? Bây giờ làm sao đây? Ông bà bố mẹ mà biết được thì sẽ lớn chuyện. Bây giờ phải làm sao đây hả trời? Long hốt hoảng, luống cuống cả lên, đi xuống tầng hầm để gọi cho em gái. Dạ, em nghe. Tiếng Ly đang nức nở bên kia đầu dây. Nó xem ra đang rất hoang mang. Học hành đang lúc cao điểm mà xảy ra chuyện thế này, thì làm sao học tiếp được đây? Lớn nhất là vấn đề danh dự gia đình. Cha mẹ mà biết chuyện thì chắc chết quá. Ly, sao lại thế hả em? Long che miệng nói vào điện thoại. Kẻo trên nhà nghe thấy. Ly khóc nức nở. Em không biết phải làm sao nữa. Long cũng chẳng biết phải làm sao. Nói gì bây giờ? Ta dừng lại một chút ở đây để phân tích tình huống này. Satan đã sử dụng quái chiêu nào để tấn công Long và em gái của Long, cũng như những người khác có liên quan? Một chiêu Satan dùng ở đây khá hiệu quả, và nó dùng chiêu này ở rất nhiều trường hợp tương tự. Đó là gây hốt hoảng. Nó tìm cách cản trở ta bình tĩnh. Nó muốn tất cả mọi người đều cuống lên, mất hết khả năng trấn an lẫn nhau. Nó biết rằng khi người ta càng hoảng loạn thì càng dễ chao đảo. Mà càng dễ chao đảo thì càng dễ bị tấn công. Thật ra, Satan tìm mọi cách để gây hoảng loạn vì nó muốn con người rơi vào một cái bẫy nguy hiểm hơn. Đó là, nó muốn làm cho ta quên mất tầm vóc của Chúa và sự đồng hành của người từng giây từng phút. Khi gây ra hốt hoảng, Satan nhắm đến mục tiêu thâm độc nhất là hủy diệt chính sự sống. Vì thế, nó sẽ cố gắng tạo ra ảo ảnh là sẽ không còn lối thoát nào nữa, không còn cách giải quyết nào nữa. Nó tìm cách dồn người ta vào góc ảo ảnh này để họ bế tắc mà làm điều dại dột. Một hướng giải quyết tích cực cho những tình huống như thế này là cầu xin ơn bình tĩnh và khôn ngoan để làm điều gì tốt nhất có thể. Trong thực tế, không ít người khi gặp chuyện bất ngờ xảy ra thì loay hoay, lúng túng tìm kiếm những phương tiện con người để giải quyết vấn đề, nhưng lại quên mất đấng soi sáng là đấng có khả năng giúp mình giải quyết cách tốt nhất các tình huống. Đấng ấy là nhà tâm lý vĩ đại nhất của mọi thời, vì Ngài hiểu thấu tất cả. Bởi thế, ai tỉnh táo và khôn ngoan sẽ hỏi ngay câu hỏi này, một câu hỏi rất đơn giản là: Chúa ơi, con cần phải làm gì cho tốt nhất trong hoàn cảnh hiện tại? Con phải làm gì đây, Chúa ơi?
xin chỉ cho con. Thế thôi. Tuy câu hỏi rất đơn giản, nhưng hiệu quả lại vô cùng lớn lao. Ai thử thì mới biết.